Đây là nghi phạm Nguyễn Ngọc Luyện, 39 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng. Luyện đang bị công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 22 tháng 5 năm 2022, một người phụ nữ 32 tuổi quê ở tỉnh Kiên Giang nhờ Luyện trở đến nhà của chồng cũ trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để thăm con. Khi đến nơi, người phụ nữ bị người nhà chồng cũ ngăn cản không cho gặp con nên xảy ra cự cãi, Luyện đi chung cũng bị đuổi đánh. Lúc này Luyện lấy dao trong người đâm khiến một người đàn ông ngã gục. Một người đàn ông 31 tuổi lao vào giải cứu cũng bị Luyện đâm, sau đó Luyện vứt dao bỏ trốn. Hai người đàn ông bị thương là hai cha con được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng người cha đã chết sau đó. Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra truy xét, Luyện nhanh chóng bị bắt khi đang trốn trên mái nhà của một người dân. Tại cơ quan công an, Luyện khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết lý do là để chống trả khi vô cớ bị đánh. Ngày 24 tháng 5, công an quận Bình Tân cho biết hiện vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.